Em nó là một cái mẫu xe Santa Fe màu trắng đẹp chấm hết các bác ạ. Đời 2021, tư nhân một chủ, chạy 7 vạn km, bao trách lịch sử và xe lốp theo xe còn một dàn. Và đây là cái mẫu Santa Fe, bản này là bản Pre các bạn nhé, là bản Pre bản cao cấp nhất của Santa Fe dầu năm 2021, là chiếc xe form cuối để chuyển sang form, tức là cửa số, tức là số ẩn và số điện các bạn nhé. Thì cái chiếc xe này toàn bộ thân vỏ keo chỉ zin 100%, bao trách lịch sử hãng, xe mới trong lịch sử hãng tháng 9 năm 2021 này, à 2024 này các bạn nhé. Một chiếc xe mà được chủ nhân bảo dưỡng toàn bộ ở hãng hết các bạn ạ. Và xe đúng 7 vạn km, bao trách mọi miền tổ quốc, xe sơn zin gần như 99% các bạn nhé. Một chiếc xe mà dám bảo hành cho quý vị các bạn một chiếc xe chất lượng như này. Em nó mang nước sơn màu trắng, là bản Bre cao cấp nhất. Và đặc biệt thì cái chiếc xe này nó được khách hàng đánh giá rất là cao ở cái tiêu chuẩn, đó là xe Santa Fe dầu các bạn. Nó rất nhiều công nghệ, ngập tràn công nghệ ở cái trên chiếc xe mà Santa Fe này. Nó được trang bị toàn bộ điểm cảnh báo, điểm mù, nhớ ghế, hai vị trí sấy ghế làm mát ghế, và ghế điện là quanh xe, sấy ghế quanh xe các bạn nhé. Một chiếc xe da cao cấp, da lộ, và đặc biệt thì cửa sổ là cửa sổ trời toàn cảnh Panama. Đó là cái công nghệ mới cực kỳ chất lượng của Santa Fe. Đó, một chiếc xe chất lượng dành cho quý vị nào mà yêu thích cái mẫu xe Santa Fe toàn bộ cảnh sổ là cửa sổ trời toàn cảnh như này. Và một chiếc xe mà trang bị đầy đủ Apple cơm dây, và đặc biệt thì cái chiếc xe nó dạng full công nghệ ở chiếc xe này, và đặc biệt hai chìa khóa zin theo xe, một chìa khóa chưa dùng các bạn nhé. Và chiếc xe này thì em không nói về công nghệ thì các bạn cũng hiểu, và con này nó là một cái chiếc xe Santa Fe mà nó được trang bị là toàn bộ xe là cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, cảnh báo chống trơn trượt và hai cầu toàn thời gian các bạn nhé. Vì đây người ta bạn ở nút là cài hai cầu toàn thời gian, các bạn lưu ý này. Bởi sao em lại nói vậy? Thì đây là cái chiếc xe mà nó hai cầu toàn thời gian, là chúng ta không cần phải cài các bạn ạ, mà tự nó sẽ di chuyển và tự nó sẽ cài cầu khi chúng ta đi vào mỗi vùng địa hình, nó tự nó sẽ thay đổi và mô men xoắn của nó sẽ thay đổi và tác động lực lên và làm cho các con cảm biến cũng như là các linh kiện sẽ hoạt động và sẽ mở ra van cũng như mở dầu và sẽ cài cầu. Nó sẽ tùy theo lực, còn chúng ta chạy trên đường trường này nó sẽ chỉ duy trì một cầu để cho không bị tốn nhiên liệu các bạn nhé. Và đây là cái chiếc xe mà bên em dám bảo hành, cam kết trách hãng mọi quyền tổ quốc cho các bạn. Đây xe toàn bộ lốp zin theo xe, lốp dự phòng còn nguyên chưa hạ các bạn ạ. Đó, bạn nhìn đây, một chiếc xe đẹp như này. Và toàn bộ các bạn, quý vị nào mà thực sự yêu thích cái lốp mẫu xe mà đẹp zin toàn bộ như cái chiếc xe này, ở cái mẫu Santa Fe này bên em tuyển, thì các bạn cứ alo cho em Dũng để sở hữu cái mẫu xe mà zin như đẹp toàn bộ đời 2021 các bạn nhé, còn nguyên bản như này. Đó, anh em nào mà quan tâm tới cái chiếc xe mà hoàn toàn là chất lượng mà đẹp, đặc biệt xuất sắc zin toàn bộ như cái chiếc xe này, thì các bác cứ alo cho em Dũng. Toàn bộ cái mẫu xe này nó là một cái phân khúc đó là D, và mà được khách hàng đánh giá rất là cao. Và cái ưu nhược điểm ở máy dầu thì bây giờ Santa Fe nó đã kết thúc cái phiên bản máy dầu không ra nữa, và bây giờ nó chỉ còn mọi phiên bản máy xăng các bạn nhé. Thì đây là cái chiếc xe lý tưởng để cho các bạn nào yêu thích máy dầu thì các bạn lựa chọn là cái mẫu Santa Fe dầu các bạn nhé. Và cái mẫu này thì nó có cả cửa sổ chờ giờ, cửa sổ rèm cửa các bạn nhé, rèm cửa đó là được hãng trang bị các bạn ạ, chúng ta không phải làm gì hết. Đó là những cái gì mà chiếc xe này nó mang tới cho khách hàng, nó cập điện các bạn nhé, đó rất là ok, đó rất ok cho khách hàng luôn. Đó, bác nào mà yêu thích cái chiếc này các bạn có thể ngửa ra các bạn này, các bạn có thể ngửa cái chiếc này ra đấy, nó như một cái ghế các bạn nhé. Đó, các bạn thắng ngửa ra hoặc các bạn tăng lên. Và con này túi khí thì các bạn yên tâm là túi khí quanh xe các bạn ạ, túi khí quanh xe cho khách hàng luôn. Đó là một cái chiếc xe mà full, nói thực sự nó là full các bạn. Thì đây là cái xe mà bạn nói là nó được trang bị là 3 vùng điều hòa các bạn nhìn đây. Hệ thống sấy sạc pin quanh xe có chất lượng để cho các bạn là dùng, thì chúng ta không có con nào đẹp như con này các bạn ạ. Mẫu San đây là mẫu máy
dầu mà được tập đoàn Hyundai đánh đã đầu tư và đánh giá rất là cao ở cái mẫu xe này. Và đây là cái chiếc xe mà toàn bộ là xe thì được là cốp điện các bạn nhé. Đó là cốp điện này, hệ thống cốp điện. Dòng này thì nó chưa có đa cốp các bạn lưu ý nhé, cái dòng này thì không có đa cốp các bạn này. Đó các bạn nhìn đây, một chiếc xe mà đẹp như này, chất lượng như này ở cái phân khúc này, thì các bạn nào mà yêu thích cái chiếc xe này, em cam kết zin 100%, chưa tác động ngoại lực và nội lực nào gì ở con xe này các bạn nhé. Đó các bạn check bạn thoải mái trên hãng toàn quốc luôn, về lịch sử hãng bắt đầu từ tháng 9 này vẫn là 7 vạn mà bây giờ đến hơn 7 vạn một tí các bạn nhé. Và con này dàn điều hòa phía sau nó đặt ở đây các bạn này. Đấy có chế độ đây, các bạn lưu ý này, tất cả các chế độ này. Đó ghế này, đấy ghế gập ghế à ngửa ghế đó, đấy các bạn này rất ok các bạn nhé. Đấy. Đấy chiếc xe này nó ngửa ra như là một cái thảm để chúng ta nằm nghỉ khi chúng ta đi di chuyển xa và chúng ta nằm lên chúng ta nghỉ các bạn nhé. Đó và đây nghe âm nhạc chúng ta có thể to nhỏ ở đây, chế độ AC quạt gió ở đây các bạn lưu ý này, ba vùng điều hòa các bạn nhé, một vùng ở phía trên và một vùng giữa và vùng ở phía dưới này nữa các bạn, là ba người ta gọi là ba vùng điều hòa này. Bao giờ những chiếc xe sang thì các quý vị và các bạn nhìn là nó cái toàn bộ là cái trần của xe nó bao giờ nó nội thất là trần đen các bạn ạ, đó là cái đặc trưng của Santa Fe và đặc trưng của những chiếc xe sang các bạn ạ. Với cái chiếc xe này thì anh em nhìn đây, toàn bộ thì các bác nhìn nhé, lốp 4 lốp là 2021 zin theo xe hết các bạn nhé. Con xe này thì full lịch sử, xe đã được phủ gầm, các bạn lưu ý này, đã được lực kháng, đã được hãng phủ gầm mới, khi chúng ta mua là được hãng mở free cái phần phủ gầm đó các bạn này. Đấy cho nên là khách hàng mua chiếc này thì chúng ta không phải làm gì hết vì đã được nâng cấp được độ đẽo đã và đã làm hết rồi các bạn ạ. Đó một chiếc xả phẳng đét như này đấy, các bạn này. Và cái chiếc này thì toàn bộ mọi cái thì em bao cho các bạn là độ zin độ chuẩn Santa Fe dầu các bạn nhé. Đó các bạn nhìn đây, về vô lăng củ số các bạn nhìn, một chiếc xe chạy rất là ít, đúng km 7.000 7 vạn km các bạn nhé, ô tô chuẩn là 7 vạn đây các bạn này. Đó zin đét, các bạn có thể check hãng trên mọi miền Tổ quốc, mọi ly lông còn chưa bóc hết các bạn lưu ý này, ly lông còn chưa bóc hết đấy các bạn lưu ý này. Ở đây các bạn nhìn này, toàn bộ ly lông còn chưa bóc hết các bạn nhé, đấy nó đẹp nó zin đấy, ly lông của hãng vẫn chưa bóc hết này đó các bạn nhìn này, đấy các bạn này rất là đẹp luôn, một chiếc xe mà đã được chủ nhân đầu tư cũng như là rất là ok rồi, trải sàn hết rồi các bạn nhé, không phải làm bất cứ cái gì. Về phần gầm bệ thì quý vị và các bạn nhìn và đánh giá xem nó như nào, em sẽ để cho các bạn nhìn đấy, phần gầm chúng ta nhìn xem chiếc xe đã đẹp như thế nào và nó càng đẹp hơn khi cái gầm của nó sáng đẹp như này các bạn lưu ý này, nó sáng đẹp như này các bạn nhé. Lốp dự phòng của xe thì mới được hạ một hai lần gì đó thôi các bạn lưu ý này, mà hình như nó vẫn còn zin, lốp dự phòng chưa hạ đâu các bạn này. Đó đây các bạn nhìn có được gần này, đấy cái này nó vẫn nguyên, cái này nguyên các bạn nhé, đường sơn nó vẫn nguyên đấy, lốp 2021 đấy, lốp công hô lốp Hàn Quốc này các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này, zin từ tất cả mọi thứ các bạn nhé, xe được bảo dưỡng lịch sử hãng chuẩn rét luôn, anh em mua con này thì thao yên tâm về lịch sử đấy, xe bảo hành cho các bạn về độ chất độ zin. Bác nào mà có cửa tiền em thông báo luôn các bạn nhé, và con này em không thông báo cho bác là các bác là cái cửa tiền, là bên em đang chào bán cho các bác cái cửa tiền là dưới 1 tỷ, nó rơi vào tầm 980 triệu các bạn nhé, 980 triệu bao rút hồ sơ cho quý vị và các bạn, và bạn nào mua thì bao vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn luôn các bạn ạ. Và đây là cái chiếc xe mà bên em bao full lịch sử các bạn, độ chất độ chuẩn xe, cam kết không đâm va đổ vã tai nạn nước, bảo hành chính xác trên mọi miền Tổ quốc, từ hãng từ ngoài từ trong, trong nước ngoài nước em đều chết hết cho các bạn nhé. Đó các bạn nhìn này, một chiếc xe như thế này các bạn thử đánh giá thử nhìn xem có ok không các bạn, có ok không các bạn nhé. Với chiếc xe mà đẹp như này, chất lượng như này đấy, anh em nào quan tâm chiếc này thì anh em hãy alo ngay để sở hữu cái chiếc xe mà hoàn toàn là chất lượng miễn bản của cái chiếc xe này, và con này thì không có một dấu vết gì gọi là cậy mở ở con xe này các bạn nhìn ý này, không có một dấu vết gì cậy mở các bạn nhé. Hệ thống động cơ của xe vẫn còn nguyên QC của nhà máy các bạn nhìn đây, từ QC của nhà máy vẫn còn nguyên các bạn nhìn này, vẫn còn nguyên QC hết
không mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đó, em nó đẹp và zin như này. Bác nào mà muốn sở hữu cái chiếc xe này ở chất lượng này thì các bác hãy alo cho em Dũng để sở hữu một cái mẫu xe mà hoàn toàn là chất lượng nguyên bản đẹp như này các bạn ạ. Em nó thì xứng tầm là một chiếc xe của doanh nhân thành đạt các bạn ạ. Anh em nào mà đang trên quá trình thành đạt và đang trên quá trình kiếm tiền có tiền, và anh em nào đang có nhu cầu sở hữu để mang lại cái thương hiệu tên tuổi cho mình, thì anh em hãy sử dụng cái chiếc xe Santa Fe này của em là niềm mơ ước tự hào của tất cả những khách hàng muốn sở hữu chiếc xe này các bạn nhé. Và những anh em nào có nhà cao, cửa rộng, có biệt thự sang rồi mà chưa có xe, thì anh em hãy quan sát đây. Đây là một khu biệt thự cao cấp ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, liền kề với nhau. Thì trong gara xe thì bao giờ có một cái chiếc xe 7 chỗ sang trọng như Lexus hoặc là Santa Fe hoặc là Fortuner. Đấy, thì các bạn hãy trang bị cho gia đình mình những chiếc xe tương xứng với những ngôi nhà chúng ta đã có. Thì đây là cái mẫu xe để cho các bạn nghiên cứu. Bạn nào muốn sở hữu chiếc này thì alo cho em Dũng ngay tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại 0339238888 hoặc 0985723326 các bạn nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn.